một bộ đôi, đồng hồ Vertu, điện thoại Vertu và nhẫn thiết kế dành cho bộ đôi, đồng hồ và điện thoại Vertu. Chiếc điện thoại Vertu chính hãng kết hợp với chiếc đồng hồ Vertu chính hãng và một chiếc nhẫn thiết kế riêng để đeo với bộ điện thoại và đồng hồ Vertu này rất đẹp rồi, sẽ là những bộ combo hoàn hảo. Chiếc nhẫn này mình đeo đơn một mình cũng đẹp, mà đeo kết hợp với đồng hồ Vertu, Vertu cơ hoặc là Vertu Smart cũng đẹp, đeo dùng với điện thoại Vertu thì quả là một combo tuyệt vời. Phần phía sau lưng là mít với phần da, đây là da cá sấu. Da cá sấu này được hãng Vertu chọn những loại da, chọn những con da tốt nhất, loại tốt nhất của nhà thuộc da nổi tiếng nhất trên thế giới. Quá phong cách, quá sự khác biệt trong sự chọn lựa những sản phẩm cao cấp. Sự lấp lánh từ cái khía trên chữ V Vertu này, và từ lấp lánh từ ánh bóng từ cái chất liệu vỏ của chiếc điện thoại này, và sự lấp lánh từ cái mặt kính trên cái chỗ vòng của cái mặt màn hình điện thoại này, và mặt chính diện cũng lấp lánh từ cái hình đồng hồ trên chiếc điện thoại này, và cầm như thế này cũng lấp lánh từ cái những cái khía trên phần kết nối giữa hai bộ phận chiếc điện thoại lại có chiếc Vertu. Phần da cầm vào cảm giác rất là sướng tay và không bị trơn nữa, mà rất đẹp, tạo sự hài hòa trong một thiết bị mà tất cả những phần xung quanh phần vỏ này là kim loại, thì sẽ có phần da vào để làm cho chiếc điện thoại trở nên hài hòa và tinh tế hơn. Cái biểu tượng logo của Vertu nằm trên phần sau, khi lật điện thoại ra chúng ta nói chuyện như thế này thì chúng ta sẽ thấy cái biểu tượng logo rất là tinh tế, có chữ V logo và phần ngoài chữ V là sẽ nổi lên ánh bóng sáng. Mọi thông tin chi tiết về chiếc điện thoại Vertu chính hãng này hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury nhé, để đặt và để Kỳ Lân tư vấn cho quý khách chọn một chiếc điện thoại cao cấp sang trọng phù hợp với mình nhất. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.